Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sau sự tiệc cưới Quang Lê và vợ Hoa hậu tại thành phố Huế, rất nhiều ngôi sao đã tới dự lễ cưới trang trọng và ấm cúng của cặp đôi Quang Lê vợ Hoa hậu tại trung tâm hội nghị White Palace tối ngày 26 tháng 5 vừa qua. Sau gần 4 năm yêu nhau, cặp đôi này đã quyết định gốc gạo thổi cơm chung với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Cặp đôi Quang Lê Mỹ Uyên đã nói lời cảm ơn các vị khách quý đã tới chúc mừng họ. Sau gần 4 năm yêu nhau, cuối cùng thì mối tình đẹp trong làng showbiz Việt cũng đã đơm hoa kết trái. Và bạn bè của cả hai người có mặt trong đêm lễ cưới đều rất mừng cho Quang Lê và Hoa hậu Mỹ Uyên. Cặp đôi này gặp nhau tại Nha Trang trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2020. Và sau đó họ nhanh chóng biết mình thuộc về nhau. Quang Lê chính là người đã lãnh trách nhiệm đưa Mỹ Uyên ra sân khấu trong cuộc thi năm đó. Và bây giờ là người đưa cô Hoa hậu xinh đẹp về dinh. Quang Lê lần đầu tiết lộ về lý do chia tay vợ của mình. Đồng thời nam ca sĩ thừa nhận mình đã kết hôn năm 22 tuổi. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ hải ngoại thổ lộ chuyện đời tư một cách chi tiết. Quang Lê đã trải lòng về người vợ mà anh kết hôn năm 22 tuổi. Trong đó có chi tiết, nam ca sĩ hải ngoại tiết lộ vợ anh đã ngoại tình khi anh sang Mỹ lập nghiệp. Tôi tâm sự với vợ và cô ấy đồng ý hy sinh để tôi sang Mỹ phát triển sự nghiệp âm nhạc. Nhưng 6 tháng sau đám cưới, cô ấy có bạn trai mới. Cả hai đã thống nhất chờ nhau 3 năm, nhưng chỉ 6 tháng mà cô ấy có người mới thì tôi thấy tình yêu đó không đủ lớn, quyết định chấm dứt tình cảm. Khi ấy tôi buồn nhưng không tiếc. Đến bây giờ, cô ấy vẫn theo dõi âm nhạc của tôi. Tôi không muốn tiết lộ danh tính của vợ cũ vì cô ấy đã có cuộc sống riêng hạnh phúc ở thành phố Hồ Chí Minh bên chồng và ba con. Quang Lê cho biết, đây là lần hiếm hoi Quang Lê tiết lộ về đời tư của mình. Trước đó, anh hoàn toàn kín tiếng về chuyện cá nhân. Những tin đồn thất thiệt về đường hôn nhân của anh đều bị anh bỏ ngoài tai. Không chỉ trải lòng về người vợ cũ, Quang Lê còn chia sẻ khi có danh tiếng anh cũng được mai mối cho người có gia thế khủng. Trước việc được mai mối như thế, Quang Lê cho biết anh chưa từng nghĩ đến chuyện lấy người giàu có để trở thành công tử Bạc Liêu hay sống sung túc, không phải làm gì cả. Nam ca sĩ gốc Huế tâm sự, cái số của tôi rất tự lập, từ nhỏ tới lớn tôi đã đi làm thuê, đến khi làm nghệ thuật, tôi cũng làm thuê cho trung tâm Thúy Nga nên không có tham vọng gì, chỉ biết cống hiến. Nếu như tôi say mê tiền, tham tiền, thích tiền và muốn sống trong nhung lụa thì ngày xưa tôi đã không chọn đi hát mà chọn ở bên gia đình vợ ngoài xa. Anh còn khẳng định nếu không đi hát mà chấp nhận mai mối thì anh cũng không thiếu gì cả, thậm chí sẽ còn nhiều hơn. Sau Quang Lê thừa nhận đam mê nghệ thuật trong anh rất khủng khiếp nên không thể từ bỏ nghiệp cầm ca. Nam ca sĩ hải ngoại nói, mê hát còn hơn mê thuốc phiện. Ở đây có nhiều trung tâm cai nghiện giúp những người nghiện không hút thuốc phiện nữa, nhưng mà hát không cai được, nó là một cái gì thổn thức lắm, khó chịu lắm. Trước đó, Quang Lê hướng tin đồn kết hôn ở tuổi 51, phản ứng với thông tin này, anh cho biết đây hoàn toàn là tin giả. Hình ảnh sử dụng trong video này là trong đám cưới con trai nuôi của Quang Lê vào năm 2019. Thời điểm ấy, truyền thông đã đưa tin rộng rãi sự kiện này. Bây giờ, đa phần tin giả kiểu này do các kênh YouTube nhỏ mới lập làm. Họ giật tít, câu view, câu người theo dõi một cách bất chấp. Lừa gạt người khác Quang Lê là một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào và sâu lắng trong dòng nhạc Bolero. Nhắc đến anh, khán giả nhớ đến một ca sĩ tài hoa và có đời tư gây tò mò. Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế. Anh là con thứ ba trong gia đình có nhiều anh chị em. Ngay từ nhỏ, Quang Lê đã theo gia đình sang Mỹ định cư. Nam ca sĩ mê ca hát từ lúc bé và được bố mẹ cho theo học âm nhạc từ năm lớp 9 khoảng năm 2000. Quang Lê mới chính thức có cơ hội theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành cái tên ăn khách. Tiếng hát ngọt ngào ngào của Quang Lê còn được rất nhiều khán giả trong nước yêu thích. Chính vì thế mà từ năm 2010, Quang Lê thường xuyên hoạt động ca hát ở Việt Nam trong sự nghiệp của mình. Quang Lê gắn liền tên tuổi với nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Sự thân thiết này đã khiến khán giả hiểu nhầm cả hai là người yêu. Sự thật không phải như vậy. Ngoài đời cả hai chỉ là bạn bè. Sau những tin đồn về chuyện tình cảm, hiện tại Quang Lê vẫn độc thân.
Ở tuổi U50, anh tích góp mua cho mình một biệt thự sân vườn rộng tại xứ cờ hoa. Ngoài căn nhà đang ở tại Mỹ, Quang Lê còn sở hữu biệt thự xa hoa lộng lẫy, rát vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, căn biệt thự rát vàng xa hoa này có giá lên tới 100 tỷ đồng. Có khối tài sản lớn như vậy là do Quang Lê đắt sâu cả ở thị trường trong nước lẫn hải ngoại. Các chương trình truyền hình, thời điểm trước dịch, mỗi tháng nam ca sĩ chạy từ 5 đến 8 show ở Mỹ với mức cát xê ngất ngường. Nếu ước lượng con số thấp nhất ở thị trường hải ngoại thì mỗi tháng tôi kiếm ít nhất 40.000 đô la, hơn 927 triệu đồng. Đó là cát xê của những ngôi sao như tôi. Như Lệ Quyên, Quang Lê từng chia sẻ, chính vì kiếm được số tiền khủng nên nam ca sĩ cũng chi mạnh tay cho thú chơi đồng hồ, đồ hiệu. Quang Lê từng nhiều lần đeo những chiếc đồng hồ nặng chiếu kim cương có giá từ 600-800 triệu đồng ngoài tài sản tích góp khá khá. Quang Lê mới đây còn quan tâm đến sức khỏe của mình. Cách đây một năm, nam ca sĩ gốc Huế khiến cộng đồng mạng dậy sóng chia sẻ là khoe cơ bắp cuồn cuộn, diện mạo khỏe khoắn, phong độ hơn của nam ca sĩ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Song bên cạnh những lời chúc mừng, nam ca sĩ bị nghi ngờ đã can thiệp Photoshop để có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Chia sẻ về chuyện này, Quang Lê cho biết anh đang trong quá trình giảm cân và đã giảm được 10kg trong 3 tháng qua. Những bức hình mà anh đăng tải là được một người bạn gửi tặng. Tuy có can thiệp chỉnh sửa, nhưng ảnh không hề ghét mặt Quang Lê và thân hình. Người khác, Quang Lê thừa nhận thân hình ngoài đời chưa xuất sắc như thế. Song anh vẫn muốn chia sẻ ảnh lên mạng xã hội để lấy động lực. Không những thế, nam ca sĩ còn dự tính in vài tấm hình treo trong phòng để có động lực đạt được body như vậy, không chỉ gây sốt về ngoại hình. Thời gian này, Quang Lê còn khiến khán giả ngỡ ngàng khi mập mờ chuyện tình ái với Hà Thanh Xuân. Cặp đôi thân thiết với nhau trên mức đồng nghiệp trong nhiều hoạt động. Tuy nhiên, khán giả vẫn chờ tin chính thức, công khai từ người trong cuộc. Mai Thiên Vân và Quang Lê từ đâu đã được biết tới là cặp đôi vàng trong dòng nhạc Bolero, chữ tình quê hương. Cả hai còn được mệnh danh là người tình sân khấu của nhau, khi gắn bó trong sự nghiệp suốt gần 20 năm qua và song ca thành công nhiều ca khúc tình đám. Sắp tới đây, cả hai sẽ có một đêm song ca cùng nhau tại live show kể những chuyện tình, diễn ra ở cung hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Được biết, đây là show diễn hiếm hoi của Mai Thiên Vân tại quê nhà sau. Nhiều năm hoạt động tại nước ngoài, trước đó, cô từng song ca cùng Quang Lê tại show hát với người tình 2022 nữ ca sĩ tâm sự. Trong khoảng thời gian đầu đi hát, tôi nhận được sự nâng đỡ của anh Quang Lê. Khi đó, tôi chưa được nhiều người biết đến, còn anh Quang Lê đã nổi tiếng và đi diễn nhiều. Chính anh Quang Lê là đã đề nghị song ca với tôi ở một chương trình lớn. Nhờ đó mà tôi được khán giả yêu mến. Tôi rất cảm kích tình cảm của anh Quang Lê. Một ngôi sao như anh lại chịu hát với một người chưa thành danh như tôi thì đó là điều rất đặc biệt. Tôi cứ suy nghĩ mãi trong lòng và rất trân trọng anh Quang Lê về phía mình. Quang Lê cũng tiết lộ một kỷ niệm về Mai Thiên Vân khi mới vào nghề. Anh nói, lúc đó Mai Thiên Vân mới đi hát và hát bài Quê Mẹ. Vừa bước đi trên sân khấu lại vừa nhìn xa xăm theo kiểu hướng về quê hương, không thèm nhìn xuống chân. Sân khấu cao 3 mét. Mai Thiên Vân đang bước thì hụt chân rơi tự do xuống sàn. Cả rạp thấy Mai Thiên Vân rớt vội la toáng. Ai cũng sợ, nhưng may mắn thay, Mai Thiên Vân không bị gì hết vì rớt xuống bàn khán giả. Chỉ gãy hai chiếc guốc, cô ấy nói, mình được phù hộ mới không sao. Mai Thiên Vân lúc mới qua Mỹ trong túi không có nổi 20 triệu vì lúc đó đi hát phòng trà ở Sài Gòn chỉ được khoảng 200.000 đồng một đêm. Giờ phải có 250 tỷ đồng hiện tại. Mai Thiên Vân sở hữu 4 căn nhà ở Mỹ, nắm trong tay 10 triệu đô la. Nhờ Mai Thiên Vân cho mượn một ít tiền mà tôi cộng thêm nhà mới trị giá 1,5 triệu đô la. Nhờ Mai Thiên Vân cho mượn một ít tiền mà tôi cộng thêm nhà mới trị giá 1,5 triệu đô la ở Mỹ. Căn nhà này khá gần nhà Thúy Nga và Mai Thiên Vân, tiện cho việc gặp mặt của chúng tôi về lý do quy tụ nhiều ca sĩ trong show nhạc sắp tới. Nhìn không mời con gái Phương Mỹ Chi, Quang Lê thẳng thắn. Lỗi do tôi cả, tôi lu bu nhiều việc và Phương Mỹ Chi nay ở công ty khác quản lý, mọi thứ quy củ hơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.